Ok, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Số Học Mãi này. Đây thì tiếp tục lại lên cho các bác đồng hồ cơ các bác nhé. Thì các bác nào quan tâm mã sản phẩm nào liên hệ cho em theo số điện thoại 0818 13 198 nhé. Đấy, xin chào các bác đã quan tâm và ủng hộ em. Thì bác nào mà có ưng mã sản phẩm nào đấy, thì cứ liên hệ cho em theo số điện thoại em ghi trên màn hình rồi. Đấy, thì 0818 13 198 nhé, kết bạn Zalo. Thì bác bước vào xem video giúp em một nút like, một nút đăng ký kênh, nút chia sẻ kênh các bác nhé. Xin chân thành cảm ơn các bác rất nhiều. Thì đồng hồ bãi Nhật đấy, giá rẻ, nói chung là giá rẻ, có dùng được hay không thì các bác cứ trải nghiệm các bác nhé, các bác cứ trải nghiệm trải nghiệm và đánh giá cho em nhé. Đấy, thì các bác nào quan tâm thì nó cũng tùy theo túi tiền, tùy theo túi tiền đấy, thì cứ mức tiền nó như nào đó thì nó cũng có sẽ chất lượng hơn. Đấy các bác nhé. Thì trước mắt các bác là một con Mary Scott 30 ngày các bác nhé. Đấy, con Mary Scott 30 ngày. Con này thì tổng chiều cao nó được đi được 39 cm và chiều ngang này của nó là được 22 cm 5. Đấy, mặt kính của nó là 17 cm. Đấy. Con này thì chế độ chuông của nó thì đánh 30 phút này, điểm một chuông. Đấy. Dần giờ sẽ đánh đủ cho bác luôn này. Đấy, Mary Scott 30 ngày các bác nhé. Đó. Còn rất là sạch sẽ, đẹp đẽ luôn. Hàng của Nagora, Nagora Japan. Mary Scott 30 ngày. Đấy. Rồi qua lên mã cho em là mã số. Đó là mã 100. Đây là 155 các bác nhé. Hôm nay lên 166 này. Con TL 156 nhé. Đấy. Con mã TL 156. Con 156 gửi đến con là 1.350.000 các bác nhá. 1.350.000 cho mã TL 156 này. Đấy, còn rất là đẹp luôn, không nhìn không có bể vỡ nhá, không chất sẹo, không bể vỡ này. Con này còn rất là đẹp, tuyệt vời luôn. Đấy. Còn rất là đẹp luôn. Mời các bác quan tâm lên mã cho em nhé. TL 156 1.350.000. Rồi con 157 này. 157 là một con này con AG. Con này nó có chiều cao của nó đi kiểu đi 48 cm và chiều ngang này của nó là 24 cm. Một con máy cơ, một con đồng hồ cơ AG. Đấy. Máy thì máy của Nhật rồi. Hết cót rồi các bạn, hết cót, đợi xíu. Con này cái 30 phút là không có này. 30 phút là không có chuông, chỉ có tròn giờ thôi các bạn. Đó. Đó. Rồi các bạn lên mã cho là mã số 157. Con TL 157 các bác nhá. Con TL 157 gửi đến con là 1 triệu các bác nhá. Đấy, 1 triệu này. Con này con này 1 triệu nhá các bác nhá. Đấy, 1 triệu cho mã M 157 này. Con 158 này. Con 158 là một con Senko cốt 30 ngày các bác nhá. Con này là rất là mới luôn.
Còn rất là mới luôn. Con này còn nguyên bản luôn, còn zin đét luôn, ý là còn zin đét. 42 cm chiều cao nhé, và chiều ngang này của nó là 26 cm. Mặt kính này của nó là 20 cm mặt kính mo. Đấy. Không bể vỡ nhé. Đấy, không xước sẹo, không bể vỡ luôn đấy các bạn. Đấy, rất là đẹp, không tì vết luôn. Rất là đẹp luôn. Này các bạn nhìn chưa? Đấy, rất là đẹp luôn. Tiếng chuông nó thì con này thì số thì có hơi nổi nhá, số hơi nổi này. Tiếng chuông. Chuông nó rất là to luôn các bạn. Tiếng chuông rất to. Cót được 30 ngày các bạn nhá, cót 30 ngày. 30 phút điểm một chuông. Còn giờ thì đánh đủ này. Rồi các bạn nào quan tâm lên mã cho em mã này nhé. Mã số 158 này. Đấy, con 158 thì có chiều cao của nó 42 và chiều ngang của nó 26, mặt kính của nó, đồng kính của nó 20 cm. Rồi lên mã cho em là mã số 158 này. Con TL158, con này gửi đến con là đi 1.450.000, 1.450.000 cho mã TL158 các bác nhé. 1.450.000 mã TL158 này. Đó. Giờ các bác quan tâm lên mã cho em nhé. TL158 1.450.000. Rồi con Jupiter này. Con này thì cót cũng được 30 ngày. Cũng hàng của Nakora Japan. Đó. Con này chiều cao của nó được 41 cm và chiều ngang này của nó 24 cm. Mặt kính của nó là 18 cm. Đấy, thùng bè thì nói chung không bể vỡ nhưng xước sẹo là có nhá. Đấy, xước sẹo chảy xước là có. Con này các lên mã cho em là mã số 159. Chuông rất to luôn. Con mã 159 thôi nhé. Con TL159 này. TL159. Con này gửi đến các là đi 1.150.000. 1.150.000 cho mã TL159. Cót 30 ngày Jupiter. Đấy, lên mã cho em này. Rồi con Jupiter ở đâu? Không này. Rồi con Jupiter. Con này Aichi cót 60 ngày các bác nhé. Con này cót được 60 ngày luôn. Đấy. Con cót 60 ngày luôn các bạn. Rất là dày luôn. Đấy, con này rất là dày, còn rất là mới luôn. Con này chiều cao của nó 46 cm và chiều ngang này của nó là đi đấy. Chiều cao nó được là đi 46 cm và chiều ngang này của nó 26 cm, mặt kính này của nó 20 cm, mặt kính mo, ở dưới thì kính thủy trong. Lên mã cho em là mã số 160. Ai chi tốc cót 60 ngày. Đó. Rồi lên mã cho em là cót Peria chứ. Con này con Super Peria Tiger cái gì đây? À, cái em đọc là cái gì đây? Đấy,
ai chi cốt 30 ngã 60 ngày thôi, em chỉ biết chỗ đấy. Còn cái này nó là cái gì đây? Peria đó. Rồi lên mã cho em nhé, lên mã cho em là mã số 160, con mã 160, con TL160, con này gửi đến có là 1.550.000, 1.550.000 cho mã TL160 các nhé. Đấy, một con Aichi cost 60 ngày. Rồi lên mã cho em 1.160.000, các quan tâm lên mã cho em. Rồi một con Senko này. Con này cót được 21 ngày thôi nhé. Con Senko cót 21 ngày. Con này thì chiều cao của nó là đi được 45cm. Và chiều ngang này của nó 24cm5. Tiếng chuông của nó thì con này đây, cót cũng được 21 ngày, hai ổ cót thôi nhé. Tiếng chuông rất đầm luôn, nói chung rất ấm luôn. Rồi lên mã cho em là mã số 161 này, con TL161, con này gửi đến là 1.150.000, 1.150.000 cho mã TL161 các bác nhé. Đấy, rồi các bác quan tâm thì lên mã chưa. À, em có cái con đồng hồ cây này, còn con đồng hồ cây nhé. Đấy, bác nào mà quan tâm thì lên mã cho em là con đồng hồ cây này, hiệu Citizen. Đấy, hiệu Citizen các bác nhé. Đó. Này em sẽ quay trên xuống dưới trong ngoài cho các bác. Đó, nó rất cao, rất là cao các bác nhé. Đó, rồi em sẽ test chuông cho bác xong. Đấy, bác nào mà quan tâm mã này thì liên hệ cho em. Đấy, không bể vỡ nhé. Đấy, không bể vỡ nhé. Đó, test chuông xong một tí em đo cho bác đây, ở trong bộ phận máy ở trong đây. Đó, một loa và hai pin đại này. Một loa và hai pin đại. Đây thì chức năng của nó là đây thì volume này, to nhỏ này. Còn đây thì on off để tắt nhạc về ban đêm này. Đấy. Đó, còn đây thì các giai điệu này. Đây các giai điệu, mấy giai điệu này. Ví dụ như là có bản nhạc Westminster hoặc là không có bản nhạc này, hoặc là đánh nguyên chuông này. Đấy, nó rất là nhiều cái chức năng. Đó thì bác nào quan tâm mãi này, mã này liên hệ cho em nhé. Đây em sẽ đánh kết chuông. Đó, bác nào mà quan tâm thì liên hệ cho em nhé, quan liên hệ cho em để em sẽ quay video và gửi video trực tiếp cho các bác. Thì cái mã này lên mã cho em là mã số TL, con TL162, 162, con này gửi đến quá là đi 5 triệu coi nhé. Đấy, 5 triệu cho mã TL162, một con đồng hồ cây hiệu Citizen. Đấy, coi nhá. Rồi tiếp tục một con bát giác, con này là con Citizen bát giác bằng gỗ nhá. Con này thì nó chỉ có lắc thôi các bác nhá, chỉ có đồng hồ và lắc thôi, không có nha. Con này chiều cao của nó là được đi 42cm và bát giác của nó là đi 27cm5. Đấy, chế độ của nó thì chỉ có là đồng hồ và lắc thôi nhá. Đấy, trong này thì dùng hai pin, một pin hai pin tiểu, một pin dùng cho lắc, một pin dùng cho máy này. Đấy, các bác nào quan tâm lên mã cho em nhé, chỉ có lắc không thôi. Các nào mà dùng mà thích đồng hồ và lắc mà không thích nhạc thì các bác nên dùng con này. Con này lên mã cho em là mã 163, TL163, con này gửi đến có đi 300
con này 350.000 các bác nhá, 350.000. Đấy. 350.000 cho mã TL163, một con đồng hồ hiệu Citizen máy Nhật, đồng hồ quả lắc các bác nhá. 350.000. Đấy, một con đồng hồ gỗ nhá, đồng hồ gỗ. Đấy. Rất là ok luôn, rất đẹp. Có 350.000 thôi. Rồi các bác nào quan tâm lên mã chưa? TL161 à 163, 350.000. Rồi lên một con MAG nữa nhé. Con MAG con này thì nó có dùng cho các bác là cả, có cả nhạc này. Đấy, con này có cả nhạc con nhé. Chờ em xíu, thiếu một quả pin. Con này nó dùng tới tất cả 4 quả pin con nhé. Một quả pin dùng cho lắc và pin, một pin dùng cho máy, hai pin dùng cho nhạc. Đó. Con này chất liệu của nó thì bằng nhựa các bác nhá, chất liệu của nó bằng nhựa này. Tổng chiều cao con này là đi được 47cm5 và bát giác của nó là đi 30cm. Mặt kính đồng hồ này của nó được 21cm. Đó, đang lắc bình thường thì em sẽ test đến vấn đề chuẩn giờ để cho nó phát nhạc các bác nhá. Đấy. Cái này em sẽ đang test nhạc đã nha, test đã một tí để em tròn giờ sau. Bây giờ em đang bấm cho nó phát nhạc đã. Đấy, con này thì nó có hiệu ứng ánh sáng nhé, ban đêm nhé. Đây cái mắt của nó, mắt ánh sáng đây. Đấy, thì ban đêm của nó không có ánh sáng là nó sẽ không có phát nhạc. Đấy, thì con này nó có hiệu ứng ánh sáng. Rồi, cũng là quan tâm lên mã cho em nhé. Em sẽ test đến tròn giờ này. Đó. Rồi con nào quan tâm lên mã cho em này. Đấy, lên mã cho em một con đồng hồ hiệu MAG. MAG mã 164. Con TL164 các bác nhá. Mã TL164 con này gửi đến qua là đi 400.000 các bác nhá. 400.000 cho mã TL164, một con MAG máy của Nhật. Đấy, một con MAG máy của con này, máy còn nó gì đây, nó để đây là cái gì đây, không thấy đề đây đâu các bạn, không thấy đề, không thấy đề nhá. Đấy, không thấy đề. Một con MAG, một con MAG. Đấy, con này nó có 6 bản nhạc luôn này. Đấy, 6 bản nhạc luôn, nó để đây 6 melody gì. Máy của nó máy quét các bạn nhá. Rồi lên mã cho em là mã 164, 400.000. À, cái con này thì con này ở phần sau này nó có như này thôi nhé, nó không có thấy nắp pin đâu nhé các bác nhé, không có nắp pin đâu, nó chỉ có trống như này thôi đấy. Một con Citizen nhé, con này thì con hiệu Citizen mà nó có chuông. À, máy của nó là máy Chasito. Nhưng mà con này thì cho pin vào không được và nó đang bị dỉ hết chân pin rồi, dỉ chân pin và dỉ cả cái phần chỗ này đó. Thì con này em thanh lý, các bác nào về xử lý phần chân pin hay là máy móc thì các bác xử lý được thì xử lý nhé. Đấy, con này nó là máy của Citizen Chasito, hiệu Citizen máy Chasito. Khung của nó thì bằng nhựa, có chuông, có đánh chuông này, công tắc có chuông này, nhưng mà cho pin mà không thấy nó chạy tại vì chân pin nó hỏng hết rồi. Đấy, chân pin hỏng hết rồi không được nhé. Đấy, thì các bác nào quan tâm thì lên mã cho em là con mã này em thanh lý luôn.
thanh lý mã số 165, con TL165, con này gửi đến con là đi 350.000 cho mã 165. Đấy, các bác nào mà về xử lý được cái phần này thì xử lý nhá. 350.000 một con máy Citizen hiệu hiệu Citizen, máy của Sanito. Có chuông kính con luôn các bác nhá. Có chuông đánh gông búa. Rồi một con Hello Kitty các bác nhé, một con Hello Kitty này. Hello Kitty dùng một pin chung và hai pin đại. Đấy. Hello Kitty. Con này thì đường kính của nó sẽ được đi 37 cm. Tròn giờ sẽ phát nhạc. Đấy thì em sẽ test là test nhạc còn giờ đến test giờ. Đó. Con này có lên mã cho em là mã số 10 cho con kia nó cứ trượt. Đấy, con này thì lên mã cho em là mã số 165 ở 66 nhé. Con TL166 này. Đấy, con này gửi đến con là 400.000. 400.000 cho con TL166, con Hello Kitty các bác nhá. Dùng hai pin đại và pin chung. Rồi lên mã cho em là 166 400.000. Rồi một con Senko này. Con này dùng có hai kim thôi các bác nhá. Con này dùng hai kim. Đây này, cái này test nhạc ở dưới à. Đúng, này có cái dây test này. Con này tổng chiều cao của nó được là đi 59 cm thôi nhé, 59 cm, và chiều ngang này của nó được 30 cm. Đấy, con này cũng là tương đối còn đẹp luôn các bạn, tương đối còn đẹp luôn. Đấy, chảy xước thì có ở đây có bị chảy xíu này. Đấy, chảy cái phần mạ nhé. Còn đằng sau của nó này, sau của nó là rất là đẹp luôn. Con này thì nắp pin mất nắp pin này. Đấy, con này mất đắp pin rồi con nhé, mất đắp pin. Đó. Và máy móc thì đang hoạt động bình thường. Nhạc nhẽo rất ok. Đó. Đến giờ vẫn phát nhạc. Cái này em sẽ đó nhá. Cái này em sẽ test lấy em test nhạc rồi em test tròn giờ cho nó chạy này. Cho nó phát nhạc nhá. Tắt đi bạn.
quan tâm thì lên mã cho em là mã số 167 nhá. Con 167 này, con TL 167, con này gửi đến con là đi 950.000. Đấy, 950.000 cho mã TL 167. Rồi các bác quan tâm lên mã cho 950.000 nhá. 950.000 cho mã TL 167. Rồi bác lên mã cho em con Senco TL 167 950.000. Con này thì nó thiếu một nắp pin các bác nhá. Thiếu một nắp pin, còn đồ đạc của nó rất còn mới luôn. Đấy, từ cái nhựa cái nắp hộp sau là còn rất vàng ươm luôn. Đấy, còn rất là đẹp. Rồi tiếp tục con này dùng 3 pin chung và 2 pin tiểu các bác nhé. Một con Citizen. Con Citizen này con này cũng có nhạc, con này cũng có nhạc luôn các bác nhé. Con này cũng có nhạc luôn. Đó các bác nhé, thì con này thì nó hiệu Citizen này. Đấy, nhạc thì nó vẫn là hoạt động bình thường đến giờ thì phát nha. Chất liệu của nó thì bằng nhựa. Con này lắp pin cũng mất lắp pin nhé. Đấy, cũng mất lắp pin luôn. Lầm xoay con bánh răng xoay này vẫn đang chạy và lắp vẫn là hoạt động bình thường. Con này thì tổng chiều cao của nó là sẽ được 52 cm và chiều ngang này của nó là được 30 cm. Đấy, các bác lên mã cho em là mã số 168 coi nhé. Con TL 168, con này gửi đến các bác đi 650.000 các bác nhé. Đấy, một con TL 168 650.000. Con này thì nó ở cái lỗi của nó là cái phần test, cái công tắc nút test này. Đấy, không test được. Đấy, chỉ có là tròn giờ thôi, chỉ có là phải quay kim thôi, còn test chuông, test nhạc là test chuông là không được. Đó. Đấy, đến giờ thì vẫn đổ chuông bình thường, đến giờ thì vẫn đổ chuông đổ nhạc, ban đêm vẫn hiệu ứng ánh sáng vẫn không có nhạc nha. Ánh sáng mà không có ánh sáng là sẽ không phát nhạc, còn nếu ánh sáng đủ sẽ phát nhạc. Chỉ có riêng có một cái nút test là nó bị lì, bị liệt thôi. Đấy, thì sẽ gửi đến cho bác là 650.000, nó mã 168 các anh nhé. Nhớ lên mã cho là mã 168 nhé. Con 169 này, con mã TL 169 con nhé, là một con đồng hồ nhập gai. Đấy, rồi qua lên mã cho em là mã số 169, có chiều cao của nó là đi 53.5 cm và chiều ngang này của nó là đi 28 cm. Đấy, con này thì chế độ nhạc của nó thì đây, nhạc rất tí tách luôn, nhạc gai rất là tí tách luôn.
rồi, các bác nào quan tâm lên mã cho em mã số 169 nhé. Con TL169 nhé. TL169 con này gửi đến các bác là 750.000 cho mã TL169. Rồi các bác quan tâm lên mã cho em. 169 750.000. Mình bốn pin chung coi nhé. Con này thì lắp pin vẫn còn. Rồi con lên mã cho là 169 750.000. Và em còn con này em thanh lý này, con Maruman nhé. Con này thì hôm nọ lên cái mã này là khách chốt rồi, nhưng khi em mang em đóng hàng cho khách thì em đánh rơi. Đánh rơi thì từ lúc rơi cho nó là nó chạy không ổn định nữa, nó chạy không chạy nữa. Lúc nó chạy được, lúc nó lại nghỉ. Đấy, thì con này thì em sẽ thanh lý cho bác luôn nhé. Nhạc nhẽo và lắc vẫn đang hoạt động bình thường, nhưng mỗi cái đồng hồ nó chạy là nó không chạy, nó không chạy nữa rồi. Đấy. Thì các bác nào mà về xử lý máy nhé. Đấy, đây này, pin thì vẫn chạy đang nhích nhích cái này. Nếu nó chạy chỉ được mấy phút thôi là nó lại nghỉ. Đấy, đang chạy này. Đấy, con này thì đánh bản nhạc Red Winter. Thì lên mã đây rồi, đi rồi nhưng mà nó bị trục trặc, mất này em đánh rơi. Đấy, cho nên là nó bị trục trặc nên không gửi đi cho khách được. Đó, thì hôm nay em thanh lý cho bác nào mà có nhu cầu sửa về lý về cái này thì bác lấy thanh lý nhá. Con này lên mã thanh lý cho em là mã số 170 này. Con TL170 con này gửi đến các bạn đi sáu trăm nghìn cho mã TL170. Rồi các bác nào quan tâm lên mã chưa? Đấy, nội như cái thùng không thôi đã đẹp rồi. Đấy, bác thì với ví dụ như bác có máy mà thay máy bác cũng được, còn về là xử lý máy được thì càng tốt. Đấy, rất là ok luôn. Đấy, máy móc hoạt động bình thường, là cái phần nhạc và phần lắc là ok luôn. Thì mỗi cái máy thôi là mà đồng hồ đấy nó chạy, như nó chạy nó giật kim, nó rất giật nên nó không đi được đó. Nó cứ giật qua giật lại thôi, nó không đi được. Đấy, thì bác nào mà xử lý cái này thì em sẽ gửi đến các bác là 170 là 600.000 thì mã thanh lý các bác nha. Đó. Rồi con đồng hồ báo thức này. Đấy, con này đồng hồ báo thức, con này vỡ kính rồi, báo thức thì nó vỡ kính rồi các bác nhé. Đó. Đấy, đồng hồ thì vẫn đang hoạt động bình thường, đồng hồ và báo thức vẫn đang chạy nhé. Đấy, nhưng mà vỡ kính thôi. Đấy, con này thì bác nào mà có nhu cầu thì lên mã. Con 7171 này. Con 171 các bác nhé. Con TL171 con này gửi đến có là 100.000 cho mã TL171 này. Đấy, con báo thức không có kính con nha, 100.000. Rồi con Citizen, con này thì cũng sử dụng là một pin tiểu này. Đấy, là hoạt động bình thường nhé, con này hoạt động bình thường luôn này. Đấy, con này không báo thức. Lên mã cho em là mã số 172. Con mã 172.
mã 172 các bác nhé. TL172. Con này gửi đến con là 130.000. 130.000 con Citizen, máy của nó máy Nhật luôn các bác nhá. Đấy, còn rất là ok luôn. Đấy, nhưng mà một cái phần trên này thì nó hơi rỗ rỗ cái này. Nó lên mã cho 172, 130.000. Mã 173 là một con số 30. Một con số 30 nó bằng kim loại các bác nhé. Con này nó bằng kim loại. Đấy. Chất liệu nó bằng kim loại. Ô em để xa quá. Chờ em xí. Con này bằng kim loại các bác nhé. À, chiều ngang của chân này được 22 và chiều cao của nó 14 cm thôi. Đấy. Lên mã cho em là mã số 173. Con 173 của nó là một con máy Nhật. Đấy. Lên mã cho em là mã số 173. TL173, con này gửi đến con là đi 250.000. 250.000 cho mã TL173, một con đề bàn rất đẹp luôn, số 30. Rồi lên ra một con đồng hồ Citizen. Đấy, con này thì máy còn đang hoạt động bình thường, cả đầm xoay đang lắc bình thường nhá. Đó. Đồng hồ và đầm xoay đang hoạt động bình thường luôn. Con này thì các bác quan tâm thì lên mã cho em là mã số 174. Chiều cao của nó 27 cm và chiều ngang của chân này được 22 cm. Con này thì nó vẫn đang hoạt động bình thường, nhưng mà phần chày nó có chày và phần đít này là cái phần này nó bị nở ra nhé. Nó nở ra này. Đấy, chân nó nở hết ra rồi. Đấy, chân nó nở hết ra rồi nhé. Thì cái này thì em sẽ thanh lý cái giá nó mềm này. Con này gửi đến con là đi mã số 174. Con 174 gửi đến con là đi 300.000. Con TL174 300k. 300k cho mã TL174. Rồi lên mã cho là 174 300.000. Rồi một con 175 là một con đồng hồ tủ này. Đấy, đồng hồ tủ kéo ra kéo vào nhé. Một con máy của nó là máy kim trôi này. Đấy, con này nhìn rất là đẹp luôn các bạn, nhìn rất là ok luôn. Rồi lên mã cho em là mã số 175. Chiều cao của nó là đi được 27 cm và chiều ngang của máy là đi 26 cm. Đấy, một con đồng hồ tủ này. Mã số 175. Con TL175, con này gửi đến con là đi 350.000. 350.000 cho mã 175, một con đồng hồ tủ máy Nhật các bác nhá. Đấy rồi ok. Rồi lên một con đồng hồ đá này. Con này hiệu Citizen, đồng hồ đá Citizen nhé. Đấy.
Chất liệu của nó thì bằng đá và bằng nhôm phay. Chiều cao của nó được 22 năm và chiều ngang của nó là 16 năm. Rồi lên mã cho em là mã số 176 này. Con TL 176 nhé. TL 176 của đế có là 700.000. 700.000 cho mã TL 176. Đấy. Giờ có lên mã cho em là 176 này. 650.000 thôi. 650.000 nhé, giảm trực tiếp cho bác 50.000. Đấy. Con này do nắp pin không có nhá, không có nắp pin đâu. Rồi một con đồng hồ gỗ này. Con này thì máy của nó là một máy của Japan. Japan. Máy của Japan nhé. Kim, cái này là máy kim trôi kim nảy. Con này kim nảy các bạn, kim nảy. Đấy, con này kim nảy các bạn nhé. Con này thì chiều cao nó được 21 cm và chiều ngang này của nó là 24 cm. Mặt kính của nó là được 13 cm thôi. Đấy, mặt kính của nó là kính kính thủy tinh, kính thủy nhá. Đấy, cái này rất là ngọt đẹp luôn. Lên mã cho là 177 này. Con T là 177 này. Con này gửi đến con này đi 350.000 nhá. Đấy, 350.000 cho mã TL 177. Có 178 này. Con 178 là một con đồng hồ cũng cái quả địa cầu, nó làm giống như kiểu là cả chai ấy, nhìn rất đẹp luôn các bạn. Con này cũng là đồng hồ tủ này, mở tủ ra như này. Đấy, cái này thì rất còn mới test luôn. Cái này quả pin này, pin của người ta luôn nhé. Pin của người ta em mới là giật cái dây bóng rồi trong này ra này. Đấy, giật cái dây bóng ra. Nó lót xe bóng luôn. Con này còn rất là mới nguyên luôn ấy. Đấy. Đấy. Chưa chảy xước, chưa có động chạm gì luôn. Đấy. Các bạn nào quan tâm lên mã cho em nhé. Lên mã cho em là mã số 178. Có chiều cao của nó là đi được 31 cm. 31 cm. Đấy. Rồi lên mã cho em là mã số 178. TL178 gửi đến và đi 350.000. 350.000 cho mã TL178 con nhé. Đó, một con đồng hồ tủ này. Rồi con 179. Con đồng hồ 179, mã số 179 là một con này là bằng đá hay bằng cái gì ấy. Đá hay bằng cái gì ấy. Đấy. Hiệu Citizen, kim trôi. Máy của nó là máy lớn. Đấy, máy của nó lên nhá, máy lên nhá. Đấy, máy lớn này. Dùng một pin chung. Đấy, dùng một pin chung. Rồi các bạn nào quan tâm lên mã chứ. Nặng lắm, con này nặng lắm. Bằng đá, không phải bằng đá, nó là con cái gì ấy. Không bằng đá đâu. Hay bằng nhựa đúc. Khả năng cái này nó bằng nhựa đúc hay hơn đấy, chứ không phải bằng đá. Con này thì chiều cao của nó được đi là 21 cm. Và chiều ngang của nó là đi 27 cm. Con này lên mã cho em là mã số 179. Mã TL179. Con này vừa đến có là đi 900.000 con nhé. Đấy, 900.000 cho mã TL179 này. Đấy, 900.000 cho mã TL179. Rồi các bác quan tâm lên mã cho em. Một con Citizen để bàn rất là to luôn. Đấy. Bằng chất liệu nhựa hay đá gì không biết đâu, chắc bằng nhựa đúc thôi. Đấy, 179, mã 179 coi nhá. Đấy, 900.000.
Rồi lên mã cho em một con đồng hồ tủ nữa này. Con này máy của nó là một máy Nhật ở đây trong này. Con này kim trôi các bác nhá. Hai cái chú tễu này là không có hoạt động nhá. À, hai chú tễu không hoạt động. Con này lên mã cho em là mã số 180. Con mã TL180. TL180. Con này gửi đến con này 400.000. 400.000 cho mã TL180. Đấy, lên mã cho em. TL180 nha các bác nhá. Cũng là đồng hồ tủ. Còn rất là mới luôn các bạn. Hiệu của nó là Citizen, con này bằng nhôm, đấy các bác nhá. Chất liệu trên này bằng gỗ, còn phần tất cả đây của nó bằng nhôm. Một con hồ rất đẹp luôn các bạn. Con này thì tổng chiều cao của nó sẽ được là đi một là 32,5 cm và chiều ngang này của nó là 26,5 cm. Đấy, chân của nó là 28,5 hoặc là 29 cm. Đấy, đầm xoay vẫn là hoạt động bình thường. Đầy đủ đồ, không thiếu các bác nhé. Đó. Còn rất là mới luôn. Rồi các bác lên mã cho em này. Đó. Con này hình như thiếu nắp pin thì phải. Nắp pin kiểu này là hình như thiếu. Đấy, ví dụ như này em sẽ kiếm xem có là em sẽ bỏ vào cho. Nắp thì nó chắc sẽ là nắp khác. Nhưng không có đúng nắp của nâu này của nó đâu. Tại vì khi mình đã tìm thì sẽ không có đúng của nó. Tại nó không có mà. Em chỉ xem ở trong cái nhà em là có cái con nào của cái nào thì em lấy ra em bỏ cho bác thôi. Đấy. Máy của nó là máy Nhật các bác nhá. Rồi lên mã cho em là mã số 181. Con TL181 có chiều cao. Chiều cao của nó là đi 32,5 cm và chiều ngang là 26,5. Chân đáy của nó là 28,5. Đấy, còn bề dày của nó là 11,5 cm. Lên mã cho em là mã 181. Con TL181. Con này gửi đến là 1,2 triệu. 1,2 triệu con nhé. 1,2 triệu cho con 181. Rồi lên mã cho em là 181. 1,2 triệu. Rồi một con đồng hồ bằng gỗ này, hiệu Citizen. Đấy, rất là to luôn các bạn. Rồi lên mã cho em là mã số 182. Con 182 thì có chiều ngang của nó là đi 44 cm và chiều cao của nó là 305 cm. Mặt kính của nó là đi 15 cm. Đấy. Lên mã cho em là 182. Con TL182 con này gửi đến con là đi 750.000 con nhé. 750.000 cho mã TL182. Một con máy Citizen. Đấy. Khung gỗ rất là to luôn. Rồi con 1883 là con Citizen. Con này thì nó sử dụng cho bác là đi hai quả pin chung rồi đây. Hai quả pin chung và trong này dùng pin tiểu trong này nữa. Đó. Rồi con nào liên mã cho em là quan tâm liên mã cho em là mã số 183 nha. Con mã TL183, mã thanh lý 183, con Citizen. Rồi lên mã cho em là 183 này. Con TL183 con này gửi đến con là đi 480.000. 480.000 cho mã TL183. Đấy. Hoạt động bình thường các bác nhá, đang hoạt động bình thường. Đấy. Hoạt động bình thường. Không chảy xước bể vỡ gì đâu.
Đấy. Rồi lên mã cho, chảy xước thì có, chảy xước đây nhé. Đấy, xước ít đây nhé. Rồi lên mã cho em là mã số 183. Đấy, 183. 480.000. cho mã 183 các anh nhé. Cái này thì nó làm dòng máy quanh nhé, không phải cả radio đâu, nên là các bác dùng yên tâm, bác không lo radio đâu. Và radio các bác khó dùng, cái này nó là máy quách rồi. Rồi một con Senko nữa này, con Senko, con để bàn Senko này nó cũng sử dụng cho bác một quả pin tiểu này, máy của nó cũng là máy Nhật các bác nhé. Đó, máy Nhật ở Senko Japan. Rồi lên mã cho em là mã số 184. Con mã 184 này. T là 184 gửi đến con là 130.000. 130.000 cho mã TL 184 các bác nhé. Này thì nó ở phần trên nó cũng có bị chóc chóc cái phần này này các bác nhé, chóc chóc cái phần. Rồi 185. Con 185 là một con đồng hồ cũng để bàn luôn. Con này thì cũng không có nhạc nhẽo gì đâu. Con này chỉ có là đồng hồ và lắc thôi. Nó lắc sừng hai chế bên trên này. Rồi con này thì nó cũng chảy xước đây nhá. Nó cũng bong chóc này. Nó bong chóc đây. Thì con này các bác lên mã cho là mã 185. Con TL 185 này. TL 185. Con này gửi đến có là đi 100.000. 100.000 các bác nhá. Đấy. Rồi con nào quan tâm lên mã cho em 100.000 mã TL 185. Đấy, thì có nào mà có để ý quan tâm mã nào thì liên hệ cho em theo số điện thoại 0818132198 coi nhé. Và cảm ơn các bác rất nhiều đã quan tâm theo dõi hết video của em. Xin chân thành cảm ơn các bác rất nhiều.